Tô Lâm thân tàu hay thân Mỹ? Các quốc gia độc tài và bán độc tài như Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia đã nhanh chóng gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mãi đến ngày 7 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ mới gửi điện chúc mừng tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong thông điệp chúc mừng gửi từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden có viết như sau: "Tôi xin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp ngài được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam." Đáng chú ý, điện mừng có đoạn: "Tôi và Phó Tổng thống Harris mong đợi được làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy góp phần ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường." Theo giới quan sát, còn quá sớm để đánh giá Tô Lâm là nhân vật thân phương Tây hay ngả sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các động thái mới đây của ban lãnh đạo Bắc Kinh cho thấy phản ứng khác thường đối với Hà Nội, đặc biệt trong vấn đề hồ sơ Biển Đông. Theo một hãng tin quốc tế mới đây, một máy bay quân sự không người lái với thiết bị do thám của Trung Quốc đã bay gần bờ biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy. Vụ việc vừa kể trên diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên với lực lượng cảnh sát biển Philippines. Cũng như vụ việc trên đã diễn ra sau khi Việt Nam đệ trình yêu sách đường mở rộng thêm lục địa ở Biển Đông đến Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Giới quan sát đánh giá đây là vấn đề hết sức nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Tổng Trọng qua đời. Những quyết định kể trên cho thấy là xuất phát từ chỉ đạo và ý chí của ông Tô Lâm. Điều đó có thể sẽ nhằm mục đích thể hiện lập trường cứng rắn với Trung Quốc của Tô Lâm để cho công chúng Việt Nam thấy rõ quan điểm của ông ta trong quan hệ với Trung Quốc, đồng thời nhằm gia tăng lợi thế thương lượng của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Trong khi đó, trái với lập trường thù nghịch của Trung Quốc tuyên bố về quyết định Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa của Hoa Kỳ, đã đưa ra một khuyến cáo đặc biệt dưới dạng một lộ trình để Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan cho rằng Bộ Thương mại Mỹ có thể sẽ khuyến nghị Tổng thống Mỹ Biden đưa ra các quyết định nhằm thiết kế một chính sách tạm thời. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ không áp thuế hoặc ấn định mức thuế chống bán phá giá chấp nhận được lên một số mặt hàng của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Mỹ trong thời gian khoảng 2 năm, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Vẫn theo ông Đinh Hoàng Thắng, khi đánh giá về quan điểm đối ngoại của Tô Lâm, đã đưa ra một nhận xét bất ngờ như sau. Diễn ngôn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong bài viết đầu tiên là quyết tâm xây dựng đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư đảng không nhắc đến cụm từ chống Mỹ cứu nước. Gần đây, Bộ Công an Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh cũng như cảnh sát nội địa của Hoa Kỳ. Mới đây, Cục Đào tạo Bộ Công an đã đến Mỹ để trao đổi về công tác đào tạo cảnh sát Mỹ. Tham gia đoàn còn có Giám đốc các Học viện An ninh và một số lãnh đạo của Bộ Công an. Thể chế chính trị của Việt Nam hiện nay là bản sao của Trung Quốc. Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ô đã phản ánh điều đó. Kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã nhiều lần can thiệp trực tiếp vào công tác nhân sự cấp cao của Việt Nam. Hiện tượng và thái độ khác thường của Tô Lâm trong mối quan hệ tay ba Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ đã khiến công luận lo ngại về số phận và tương lai chính trị của ông trước một Trung Nam Hải đầy thủ đoạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm thân tàu hay thần Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Sự thật đằng sau việc Tô Lâm quyết chạm vợ chồng 7 phút. Ngay từ khi Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành người nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời, trên mạng xã hội đã xuất hiện các đồn đoán liên quan đến việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ bị khởi tố hình sự vì lạm quyền và để trục lợi cùng tham nhũng. Theo giới thạo tin, tin đồn vợ chồng ông Phúc có nguy cơ bị bắt là hoàn toàn có căn cứ, vì khả năng thì rất cao. Tô Lâm sẽ ra tay quyết liệt để chứng minh quyền lực của mình.
Theo đồn đoán, nguyên nhân Tô Lâm muốn bắt vợ chồng ông Phúc là do ông Phúc đã chỉ đạo vụ bắt đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai duy nhất của bố già công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Tướng Hưởng đã là thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm. Theo những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, do nhục nhã và cay cú, tướng Hưởng sẽ thề, sẽ bắt bằng được ông Phúc để báo thù. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Tô Lâm. Một nguyên nhân chủ yếu khác nữa là tân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết tâm dứt điểm chùm cuối của vụ án Việt Á để làm lễ ra mắt nhân dân, đánh bóng hình ảnh bản thân. Ông Tô Lâm vốn là một chùm an ninh mật vụ bậc nhất của Việt Nam hiện nay, được đánh giá là một nhân vật có nhiều mưu ma trước quỷ, vẫn sẽ sử dụng chiêu nhất tiễn hạ song điều quen thuộc trong vụ xử lý vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Một mặt, Tô Lâm muốn chứng minh cho công luận thấy rằng lòng vả cũng như lòng sung, ông Phúc là một nhân vật từng được cho là có uy tín trong đảng, một trường hợp đặc biệt của Đại hội Đảng 13 lại bị một kẻ tội phạm, mặt khác là tân Tổng Bí Thư quyết lôi cho bằng được chùm cuối của đại án Việt Á, là kẻ được cho rằng sở hữu 80% cổ phần của công ty Việt Á, vốn được giấu kín như bưng trong nhiều năm qua. Ban lãnh đạo và Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị cũng như Bộ Công an đều biết rất rõ câu trả lời ai là chùm cuối của đại án Việt Á, đứng sau kế hoạch bất nhân để mà trục lợi làm giàu trên xương máu của người dân Việt Nam khi đó. Đại án Việt Á với 43.000 nạn nhân phải tử vong do sự vô trách nhiệm trong phòng chống đại dịch COVID-19 là điều mà lãnh đạo Đảng cũng như Bộ Công an trước đây buộc phải ngậm bồ hòn cho qua. Giờ là lúc Tô Lâm cho ra tay điều tra làm rõ để mà lấy điểm. Đây cũng là lúc những kẻ gieo gió sẽ phải trả giá theo luật nhân quả. Vụ ông Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, là đại biểu Quốc hội khóa 15 phải tự sát để chạy tội vì cái liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc là một hậu quả nhãn tiền. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết cách đây 2 tuần, ông Vũ Tiến Lộc được vợ chồng cựu Thủ tướng Phúc mời đi ăn tiệc. Vợ ông Lộc cho biết khi về nhà, ông tỏ ra buồn phiền và ít nói, do vợ gặng hỏi, ông trả lời. Ông Phúc giận anh phải nên tránh đi xa một thời gian, yên ổn rồi hãy về. Được biết, căn nguyên của sự việc là do ông Lộc trước đây đã dẫn dắt bà trùm Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu với ông Phúc. Bà Lan đã nhiều lần nhờ ông Lộc chuyển tiền quà biếu cho ông Phúc trong suốt thời gian từ năm 2006 đến năm 2021, thời kỳ từ lúc ông Phúc làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho đến khi hết nhiệm kỳ thủ tướng tại Đại hội 12. Quyết tâm của Tô Lâm để báo cáo công trạng cho thấy con đường bị bắt của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin sự thật đằng sau việc Tô Lâm quyết định chạm vợ chồng Bảy Phúc là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.